Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SPTN. Kính thưa quý vị, thông thường thì bạn bè lâu ngày gặp nhau hay tâm sự hoặc nhắc lại những câu chuyện vui buồn trong quá khứ. Vậy thì hai cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa lâu ngày gặp nhau, họ sẽ nói với nhau những gì? Mời quý vị theo dõi chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa do ông Trần Quang Duật và vị khách mời bác sĩ Phạm Gia Cổn sau đây. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả, quý thân hữu và đại gia đình quân đội. Thưa quý vị, trong chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay, chúng tôi có một buổi phỏng vấn rất đặc biệt với một người bạn học của chúng tôi từ khi thi Bắc Om từ năm 1959 tại trường trung học Petuski. Và hôm nay, nhân dịp cho phép chúng tôi được gọi thân mật, anh có đến vùng này để hướng dẫn một lớp Hoàng Hà khí công. Thì với tư cách là một người lính ở trong quân đội, nhất là trong một trong những binh chủng tổng chuẩn bị của quân lực, tôi có mời bác sĩ Phạm Gia Cổn nhảy dù đến để thưa chuyện cùng quý vị. Xin thân ái chào anh Cổn. Vâng, chào anh Duật. Thưa anh, là tôi nhớ là trong năm 1966 thì sinh viên sĩ quan quân y có lên trường Võ Binh Quốc gia Việt Nam để học hay là huấn luyện quân sự trong vòng mấy tuần lễ gì đó. Thì có những kỷ niệm nào đặc biệt nào mà anh nhớ lại về cái quân trường Đà Lạt của chúng tôi ngày xưa đến giờ, thì xin anh có thể kể cho các chiến hữu là thứ nhất và các sĩ quan xuất thân từ trường võ bị nhớ lại một vài kỷ niệm của họ được không thưa anh? Cái kỷ niệm lên võ bị thì là nhiều lắm, cái gì nó cũng đặc biệt hết, nhưng mà những cái đầu tiên đó tôi nhớ mà nó nói đến anh Duật là bạn học đó, thì cái buổi chiều hôm đó nó cũng mưa phùn lai dai. Thì tụi tôi lên cái ném xuống xe GMC xuống đó, thì tôi thấy một chàng sinh viên trông cũng đẹp trai, nhưng mà nó đen đủi lắm rồi, đứng đấy nhìn tôi cười cười, đúng không? Tôi bảo có phải mày là Duật không? Có phải anh không? Thì anh ra anh lại chửi thề một câu, tao tưởng mày không nhận ra tao. Thấy không? Đấy là một cái kỷ niệm đầu tiên. Và cũng nhờ vì vậy đó, mỗi một lần mà tôi đi bãi mới gì về đó, sáng sớm ra đó thì anh là cái người giúp tôi làm giường vuông góc, đánh giày bóng, chứ không ông cán bộ ông phạt chết. Vâng, đúng không ạ? Có đúng không ạ? Tôi xin ngắt lại anh một chút xíu là thường thường ở trong quân trường Đà Lạt của chúng tôi đó, thưa quý vị, là giường phải thật là vuông góc và giày phải thật bóng. Nói xin lỗi quý vị, người ta nói là con ruồi nó đậu trên cái giày của cựu sinh viên sĩ quan trường Đà Lạt đó, là nó phải té, hoặc là có những liên trường khó khăn mà anh phải soi gương ở trong cái giày của anh đó để anh đánh, để chải đầu. Thì đó là những cái mà kỷ niệm mà trường Đà Lạt chúng tôi, như ông bạn tôi vừa nói chuyện. Thế cũng nhờ vậy mà tôi, giường tôi là đẹp nhất khóa đấy. Rồi thế còn tiếp theo đó thì sự thật ra thì rất là nhiều. Nhưng mà nói đến võ bị Đà Lạt đó, thì tụi tôi lên đây học có 6 tuần. Thì cũng chịu tất cả những cái kỷ luật, từ huấn nhục cho tới huấn luyện cho cá nhân tác chiến, cho tới nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy, rồi cũng bắn súng, cũng lựu đạn, cũng cận chiến, cũng bò hỏa lực. Thì tạo nên cho là một người lính. Thì đấy là những kỷ niệm. Và cũng lâu lâu trong khóa tôi cũng có người bị phạt dã chiến rồi xỉu đó, xỉu dắt ra bệnh xá. Thế thì cũng buồn cười. Thì trong cái lớp đó thì tôi nhớ có hai tên bị xỉu về sau cũng là nhảy dù, thì là Lê Trung Hiếu và Đặng Vũ Báy, mà đại úy Trần Mộng Di phạt đó. Thế thì tụi tôi đứng hô hào suối là cứ làm bộ xỉu đi. Thế mấy chục năm sau bây giờ tôi mới biết, thì thằng Hiếu nó qua đây nó gặp tôi, nó bảo lúc ấy Moa nghe toa nói xỉu đi thì Moa cũng xỉu. Thế xỉu trở vào bệnh xá. Thì ông cán bộ của tôi, ông tiểu đoàn trưởng quân y là ông bác sĩ Võ Đạm đó, ông ấy nói với đại úy Di. Và lúc ấy tôi nhớ là bác sĩ Giá làm ở bệnh xá. Ông nói, thôi đại úy ơi, đại úy thông cảm, mấy em nó học thi quá, nó thức đêm thức hôm, cho nên là thể chất nó hơi yếu, đại úy mà làm quá chúng nó chết luôn. Thì đại khái đấy là cũng là một trong những cái vui. Rồi thưa quý vị, là những người lính tổng chuẩn bị thì cái chỗ nào nặng thì chúng tôi phải đến, không nhảy dù thì quân lục chiến, không non xanh thì non đỏ. Và cái ngày 16 tháng 9 năm 1972, khi thủy quân lục chiến đã chiếm được Cổ Thành Quảng Trị, thì lúc bây giờ mới 7 giờ sáng thì tôi nghe người lính truyền tin vào nói, đại úy ơi, có ông đại úy nào nhảy dù tới thiếm đại úy. Thì cái người tôi không nghĩ là người bạn ngày xưa của tôi, nhưng mà mở mắt ra thì là tôi ra thì lại gặp ngay anh bạn tôi đây là bác sĩ Cổn. Thì tôi mới hỏi là nó đang mưa pháo như này á, thì xin lỗi quý vị, tôi nói là toa tới đây làm chi vậy.
thì anh trả lời như thế nào? Thì, à, thì sự thật là hôm đó thì tôi nhớ là cái lúc ấy nghe tin thủy quân lục chiến vừa mới lấy được Cổ Thành, thì tiểu đoàn 1 nhảy dù của tôi có nhiệm vụ lấy được La Vang rồi. Tôi đang nằm ở chi khu Mai Lĩnh, thì anh bạn tôi là anh dược sĩ, anh mới lái xe Jeep lên bảo mình vào mình chụp hình Cổ Thành đi. Đó, ok, mình vào mình thăm thằng Duật, thằng bạn tôi trong đó biết nó sống hay nó chết. Thế thì vào đấy thôi. Thế thì tôi thấy cậu lên, cậu hỏi nó đang pháo mày vào đấy làm gì. Thì tôi bảo nó pháo thủy quân lục chiến chiếm thành thì nó pháo con tao, đến tao xem mà nó chưa tao pháo tao làm gì. Đấy là cái câu trả lời. Đó, ok. Thì trong cái trận 72 đó thì không ít thì nhiều, mình cũng có những cái kỷ niệm rất là đặc biệt. Thì với anh thì là một bác sĩ của nhảy dù, thì cái kỷ niệm nào đặc biệt nhất của anh trong cái trận chiến năm 72 tại Quảng Trị? Sự thật ra đó thì nói về cái chuyện ngày xưa đó, mình nói nhiều đó thì nó cũng buồn lắm. Nó buồn vui thì thôi mình phiên phiến thôi. Còn kỷ niệm thì rất là nhiều. Tôi có những kỷ niệm đối với những anh em y tá của tôi. Cái nhiều khi cái mạng tôi là nhờ họ. Tôi có cái kỷ niệm đẹp với những anh em tác chiến. Thì mình cũng có qua lại, các anh em bị thương thì tôi săn sóc. Mà tôi có chuyện gì thì các anh câu vơ cho tôi trong những cái lúc đạn bắn thì mình là bác sĩ mới ra trường, mình lờ quờ đó. Có nhiều khi cái mạng của mình tùy thuộc vào anh em nhiều lắm. Thế thì đại khái như vậy thôi. Còn có lúc thắng lúc bại, quân đội mà. Có những lúc mình cũng phải lui binh, mà có những lúc mình xung phong. Thì cái chuyện đó anh thủy quân lục chiến anh thấy rồi. Mà mình nói cho nhiều đó thì nói thật ra là đồng bào cũng không hiểu nổi đâu. Những cái cảm giác của mình đó, không ai có thể hiểu được. Mình có nói ra thì nó cũng như là chuyện kiếm hiệp vậy thôi. Không hiểu được thì nó cũng kỳ, thấy không? Bây giờ nói ra tôi cũng thấy xúc động. Đấy là những cái kỷ niệm ngày xưa. Thôi mình nói chuyện ngày nay đi. Thì thưa quý vị, cách đây ít ngày thì Việt Cộng nó phải thả đại úy Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu. Thì 39 năm để nhốt một người trong tù chỉ vì những người đó dám nói lên cái tiếng nói của người dân, dám nói lên tiếng nói của những người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Thấy bất công, thấy tham nhũng là phải tố cáo. Để đến nỗi rằng bây giờ về nói rằng thân tàn ma dại, tôi xin phép được dùng cái chữ như vậy đối với chiến hữu của chúng tôi. Thì hiện tại bây giờ có cái nhà trong nước, có những lớp trẻ thương binh và quả phụ, thì bác sĩ với tư cách là người bác sĩ từng tâm lo cho thương binh, từng đến từng gia đình của anh em binh sĩ tại gia binh để chăm sóc, thì bác sĩ nghĩ như thế nào về những hình ảnh những người đó bây giờ? À, thì bây giờ thế này, nói đến ông đại úy tác chiến đó thì mình phải nói ngay cái điểm này, trở ngược lại chút xíu đi. Thì cái lúc mà tôi sau khi tôi học võ bị ra đó thì tôi được huấn luyện thành một người sĩ quan với cái tinh thần kỷ luật và với sự hiểu biết về quân đội. Cho nên khi mà ra đơn vị đó thì tôi thích ứng với hoàn cảnh của chiến trường, hòa đồng với anh em đồng đội rất là dễ. Và điểm đặc biệt nhất thì tôi phải nói với ông thiếu tá Duật là một sĩ quan tác chiến. Thì tụi tôi đi theo tiểu đoàn tác chiến, tụi tôi dễ thông cảm và tụi tôi chia sẻ những cái nỗi khó nhọc, những cái đụng trận, những cái nguy hiểm đối với những cái sĩ quan của tác chiến. Và bây giờ nói đến ông Cầu đó, thì tôi thông cảm cho, vẫn thông cảm với cái một người tư cách của người sĩ quan quân đội là danh dự tổ quốc, danh dự trách nhiệm và cái tinh thần tự giác, thì rất là ngưỡng mộ là ông ấy có cái tinh thần như vậy. Và cái điểm nữa đó, mà nói với những anh em bị tù đó, tôi thoát ra cái năm 75 tôi không có đi tù. Thì tôi thấy một cái điểm này là cái người kẻ địch của mình đó, họ quyết chí, họ dùng bằng mọi cách để họ hủy hoại, họ giết. Họ không lấy súng, họ bắn ngay, nhưng mà cái bất kỳ một hình thức nào thì tôi không nói nữa, anh đi tù anh biết. Mà anh sống còn đến ngày hôm nay sau 30 mấy năm như vậy là anh đã thắng rồi. Thì cái thắng đầu tiên là cái tự thắng của một người sĩ quan và đã thắng kẻ thù của mình. Thì đấy là một điều tôi rất là ngưỡng mộ. Và những người qua đây đó, mình có cái nhiệm vụ ít nhất là phải đóng góp để mà giúp đỡ những người anh em mình bên nhà. Thì không riêng gì thủy quân lục chiến và tất cả mọi đơn vị tôi biết, bên nhảy dù cũng vậy, cũng có những chương trình anh em gửi về để góp những cái bạn bè mình, nhất là những cái người mà bị thân thể nó bị tàn tật qua cuộc chiến đó. Thì cái điểm đó là điểm tốt. Còn những cái kế hoạch mà mọi người đều làm đó thì quý vị cũng như tôi, mình có thể mình đóng góp được phần nào thì cái đó nó là một cái phần để mà mình nâng đỡ những người nhà. Mà tôi nghĩ đấy là bổn phận, cái đó là bổn phận. Thành ra tôi thấy rằng các anh làm những chuyện đó rất là tốt và nên đóng góp.
cái đó là bổn phận của mình. Theo tôi nghĩ thì cho đến ngày hôm nay cái cuộc chiến nó chưa chấm dứt đâu. Cuộc chiến súng đạn nó chấm dứt, nhưng mà cái cuộc chiến để dành cho cái người dân Việt Nam được hưởng cái tự do dân chủ đó, dành lại cái đó, thì cuộc chiến nó chưa chấm dứt. Nó bằng một hình thức này hay hình thức khác. Còn riêng đối với những người anh em mình đó, thì cái chuyện đó tôi không nghĩ là nên, mà tôi thì tôi cho là cái bắt buộc phải như vậy. Nó là cái bổn phận của mình. Thành ra khuyến khích, rất là ngưỡng mộ các anh em quân đội làm chuyện đó. Và tôi nghĩ là không phải quân đội không, mà có nhiều anh em dân sự, có nhiều cái tổ chức dân sự làm, thì tôi rất ngưỡng mộ và tôi khuyến khích lắm, đáng khen và kêu gọi nên đóng góp. Nên. Vâng, xin thật thật cảm ơn anh bạn học từ thời năm 1949 đến nay, và thay mặt cho ban biên tập Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa xin cảm ơn anh, và xin chúc anh trong những ngày ở Washington DC đi thăm viếng Hoa Anh Đào và có những gặp gỡ bạn bè rất là thú vị. Xin cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn ông bạn tôi. Dạ. Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 sắp tới, chúng ta gọi là tháng 4 đen, là những người lính Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta luôn luôn nghĩ đến những sự đau khổ của dân tộc đang bị đàn áp tại Việt Nam, và nhất quyết chúng ta hãy làm cái gì để cho những người trong nước, những thương binh của chúng ta nhìn vào chúng ta có một tia hy vọng, mà tia hy vọng này chính là cái sự giải thể chế độ cộng sản ở trong nước. Một lần nữa, thay mặt ban biên tập Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin Thượng Đế phù hộ cho dân tộc Việt Nam. Xin đa tạ quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vừa rồi đã kết thúc chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn. Kính chúc quý vị một buổi tối vui tươi, an lành và hạnh phúc. Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.